Tán đi còn xúc nữa không chú? Tán đi vào còn xúc nữa không? Vâng. Không xúc vào nữa à chú? Vào nữa thì ra vấn đề đâu, thì qua đây sẽ đủ đất thôi. Vâng. Làm như này được rồi chứ? Làm bằng này, bằng một lập ra cái lợn nữa mà. Vâng. Thế là cả lớp gì đấy. Cháu tưởng là lớp bằng cái đường ở trên này. Sàn kia được có người ngủ mà. Nhà sàn nào chứ? Ngoài này từ lúc là cháu lên một ảnh như đấy. À. Đây chú đây là nhiệt đấy mà. Chú cái nào có nhà sàn đấy hả chú? À. À. Cái nhà sàn đẹp thế chú nhỉ? Bao tiền cái nhà sàn đấy chú? Bây giờ làm mấy trăm triệu chứ nhỉ? Tùy gỗ, loại gỗ gì nữa cơ. Gỗ càng xịn càng đắt. Xến thì đắt rồi. Nhỏ thùng nhóm ấy mà, nhóm gỗ quý. Xến chắc lắm. Nhà chuồng, nhà chủ, nhà sàn đấy là ở trong chợ đồn rồi chứ. Không mua đất ở ngoài này. Thanh nhà múc rồi. À. Cháu không biết rồi, cháu không biết này. Vâng. Khu đấy mua hết rồi, khu đấy rồi. Mới mua rồi. Vâng, thế thì mới mua thôi. Nhưng mà làm nhà chỗ đấy nó kiểu đất của lâm trường nó kiểu trồng. Nhưng mà nó cũng kiểu khu ở khu lâm trường nó kiểu ấy nhỉ. Nhưng mà sau này nó mở đường nó đi là đẹp chứ nhỉ. Mở đường đi qua đấy. Khu đấy nhìn đẹp ấy. Sau này là đường huyện mà đừng có đùa vào huyện Ba Bể mà đừng vào huyện đấy. Qua bên chỗ ấy mà chỗ đường Đông Phong đấy, ngay quay đoạn ngoài thì thôi. Bên nó đang đo đạc ở bên kia rồi, bên đầu cầu chỗ bên nhà ông Vinh ấy. Cháu đang nằm bên đấy, ông vừa nằm cũng vào đất ông Vinh mà cái mấu cầu ấy. Nhà ông Vinh, chú biết đất ông Vinh không? Cho của em ra đây rồi, không chờ đâu. À, lấy đi.